muốn có một bộ ảnh với concept cô gái Hà Lan nhưng chưa biết đi chụp ở đâu, thế thì phải tới ngay nông trại Việt Gang siêu xinh ở Ocean Park này nhá. Đây là một khu tổ hợp thuộc quận 1 Ocean Park. Nơi đây là khu vui chơi camping với rất nhiều những loài động vật trang trại khác nhau như là cừu, dê, lạc đà. Mấy em ý hiền và xinh lắm, đảm bảo hợp tác tốt cho một bộ ảnh thành công. Wow. Không gian thì siêu rộng với đồng cỏ xanh mát và quán cà phê ngoài trời siêu chill. Ngoài ra còn có cả các lều trại cho các bác tha hồ camping, chụp chẹt sống ảo nữa. Buổi tối thì ánh đèn lung linh, có khu BBQ chỉ 250 cành cho một người. Và vừa thưởng thức, vừa ngắm hồ nước và Vini Uni lấp lánh phía xa xa thì còn gì bằng nữa hả các bác? Giá vé vào cửa là 99 cành cho người lớn và 59 cành cho trẻ em, kèm thêm cả đồ ăn cho thú nữa đấy. Hóa thân cô gái Hà Lan rồi đến nông trại chill ngay thôi các bác. Follow Hi Trip để biết thêm nhiều địa điểm thú vị hơn nha.